chị đi ra thì gọi anh nọ anh kia không có, đây là nói thẳng luôn. Và cái vụ chị với cả thằng Tế đấy nhá, nó tự lôi các anh ấy ra, chị có lôi đâu. Sao lại đánh ông một kỳ cục hèn như thế này? Ngân 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 nó là em chị em ạ. Em xem cái video rồi, em xem cái video mà nó bảo là gì nhỉ? Tự Bảy lôi thằng ra chứ mà nhà chị có. Chào chào con, chào Linh. Nhà chị không ai sợ. em nghe 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 cái câu mà nó bảo gì nhỉ? Trong bảy thằng em mày nó thấy có một thằng gọi là hình như là gấu nhất đấy, nhưng các em mày thì Đi sang bên đấy nó bảo bảy thằng thì bên nó bảy tám thằng nó lại kêu lên. thế xong mà nó bảo là gì nhỉ? Em mày thì chưa chưa đủ tuổi chấp hành mẹ đi, em nói thật. Đấy, hôm đấy là số nó cũng là đỏ nên nó ngồi quán anh Tuấn thôi, chứ còn không có thì chắc thì hết mẹ mồm. Sao lại hôm đấy nó lại nói vào mình hôm có đấy nó vào chỗ nào cũng tân đấy thằng chị. nó kêu là giang hồ mạng, mình không phải đầu gấu nhá bạn nhá. Bạn thích vai thì bạn gọi cho Tế Điên nhá, nhạc nhí Rồi, nhảy nhá, chứ ở thế đây mọi không người ai đi đầu ăn gấu đầu nhá. mèo bạn nhá. Tôi nói Ngân này, tí nó về đây anh em không cần chấp rồi, ông hiểu không? Để mà về về chia bắt đầu lên ô tô bắt đầu mới lổ, ông hiểu chưa? Em em chạy lên ô em tô biết mới rồi, lổ. em biết vấn đề, em bảo nó đây bảo bình thường mà, nhưng mà hôm đấy là số nó gọi là may mắn đấy chứ. Chứ nếu nếu mà không 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 như may không may mắn như hôm đấy thì chắc ở quán khác thì chắc này, chắc giờ này có khi là chưa lên live được đâu. Đây này, nó đang cay tiếp này này, đang cay trên xem một video cay bị cười lắm. Hôm đấy nó lên Phúc Tân nó chơi với ai đi chị? Ok, bạn Hợp ơi, bạn Hợp ơi, cô chạy đến đây chém gió tí không? À đây nó chơi với cả Tuấn Chuột. Thì hôm đấy À. là thực sự ra tôi không phải đấu gấu mà tôi cũng chẳng phải như nào, đây có mặt cả ti luôn. Thì như này thằng Dũng em tôi nó đang ngồi nó nói chuyện, à nó đang ngồi nói chuyện thằng Tế, thì nó không biết là hai hai đứa là không thích nhau như nào không biết. Thế tôi mới giơ điện thoại mặt chị là đây đang ngồi chỗ chị Phương, thì chị gạt tay ra chờ đéo chơi với nó, chỉ nói mỗi câu đấy thôi. Thì nó lại quay ra chửi đi với em Phương, nhưng mà hôm đấy Dũng nó không biết thì nó để điện thoại nó nghe máy. Thì thằng kia vẫn chửi chị và ít mẹ mày con chó mày đi ra, mày đi ra 210 cân, bố mày thế này thế nọ, bố mày thế nọ thế kia. Và nó cũng không bao giờ nó nghĩ là chị lên trên đấy, nói chung như thế. Thế cho nên là tại vì từ nhà chị Ngân biết mà, từ chỗ chị ra chỗ đấy khoảng 2 phút đúng không, đúng không, từ chợ Long Biên ra đấy 2 phút ra, thì nói chung như vậy thôi. Đi lên trên taxi bắt đầu lên gào mồm lên rồi kêu lên thế này cái nọ, mõm làm cái gì. Đang kẻ vẽ gì vậy chị Phương, đang cắt móng chân chứ kẻ vẽ gì, đang như kẻ vẽ gì. Chị ơi, Ơ chị đây. chị ơi, chị không ở quán à? À chị á, chị vừa về mưa chị về nhà rồi. Chị ơi, mai em đi quay, anh Kiên Bót bảo với em là chắc là ngày kia thì em sang bên chị, À. sang bên quán chị chơi chị ạ. Ok, mấy Kiên nó nói là thứ hai thứ ba đấy. Thì mấy chị em mình ngồi với nhau nhá. Thì sang cái chỗ mà, có phải là sang cái chỗ mà hôm bữa mà em sang chị Đúng rồi, không? chính xác, đúng rồi đấy. Thì chị ơi, cái nhà đồ ăn là nhà mình có, quán nhà mình có cả đúng không? Có cái gì chị cũng có hết đầy đủ. Ok, vậy thì hôm ấy là chị em mình say bữa nhờ. Ok, được luôn đấy chứ. Được mà. Em ra ngoài Hà Nội nhưng mà bác anh Kiên Bót cũng giúp em nhiều cái chị ạ. Ừ, kia nó dễ thương mà em. Vâng chị. Thế Mai. ngày kia em về là cũng hợp lý ấy, chị Phương nhỉ? Đi về đi, Tài đi về đi, xong mấy chị em mình ngồi. Chiều ngày kia em về thì độ 9 giờ em về đến nhà. Ừ, thì về ra xong chạy qua chị cái chỗ mà đợt trước em đến qua rồi á. Vâng. Ừ. Tôi nha, bạn nào mà không thích mình thì đừng có bình luận lung tung ở trong Zoom chị Đúng Phương rồi, nhá. Đức ơi, con cho bạn đấy tắt tiếng bạn đấy đi cho mẹ. Mọi người không thích thì mọi người, mấy chị em đang ngồi nói chuyện vui, mọi người đừng vào đây. Vào đây đừng nói chuyện linh tinh mọi người ạ. Nhá, Chiều không thích thì không không vào đây chơi. Chị nói thật với em mọi người như thế, tại vì là giờ lớn rồi chị không thích chửi nhau. Nhá, muốn gì ra chợ Long Biên. ra mua quả Mua quả. Em mua hoa quả hay em mua tôm cua ghẹ? thôi chị Nói ơi, à chung thôi à, chị nói chuyện với mọi người thống nhất là ngày kia em đi trải Kiên sang chỗ chị nhá. là. Ok, em nhá. Dạ bằng em chào ngay các chị ở bên Zoom chị Phương nhá. Ok. Ok, Chị á, chị ở chợ Long Biên em ạ. chào Long. Em vừa được, em nhìn thấy đứa nào hình như chửi ở em nào Kệ ấy. đúng không? Không, mấy con chuột đến nơi
chửi thì chửi thẳng mặt tao, đứng trước mặt mà chửi, mày chửi trên mạng tao chấp mày làm gì. Là mình chơi mà chị nói cho em nghe này, mấy đứa thật sự đấy là chị nói thật đấy, muốn thì bọn em cứ phải đi ra đứng trước mặt chị nói thế mới là gọi bản lĩnh, lại đây cào phím không tính tiền nhá. Ngày nói... trước thì em hay hay bị nóng đầu ấy, kiểu là con hay bị rắc đấy. Giờ toàn giang hồ, chị cũng phải giang hồ em ạ, không có một cái đứa nào mà giang hồ mặt mà hiền lành như chị cả nhá em nhá. Em đừng nói thế chết giờ. Thôi kệ người ta chị ạ. Em nhìn thế là nào mà em kêu là mặt chị giang hồ, mặt chị hiền thế này mà em bảo chị là giang hồ chết. Thôi này